Thì khi mà gặp mẹ thì em chả biết ai cả. Thì em mới hỏi là cô tìm ai. Thì cái mẹ cũng đơ, không biết nói gì cả. Em còn nhớ cái khoảnh khắc mà em đi đá cái giải đầu tiên, giải trẻ cho đội Bình Dương. Thì lúc đó là em gọi trên khán đài sân Thống Nhất á, Thống Nhất bây giờ á. Em gọi em khóc là em cứ gọi mẹ ơi. Nó nói là sao em thấy cực khổ quá. Kêu là phải chi nghe lời mẹ thì giờ này đâu khổ thế. Trời, bố mẹ ngồi xem màn hình mà chảy nước mắt ra. Ông xã nhà này ông còn vừa ngồi ông vừa khóc. Cả nước thì mừng vui vì chiến thắng Việt Nam, mang vinh quang về cho Tổ quốc. Một con mình thì một mình, mỗi mình đi sang Singapore. Ok, giờ này tới nhà của em rồi. Đây, coi như anh chị có thấy là nhà của em thì cũng chả có gì nhiều. Có nhà quán, em đó hả? Không có quán cà phê rồi. Ồ, nhà em không có gì hết trơn, chỉ có quán cà phê thôi à. Thôi, vô nhà. Rồi, vào nhà đi. Uống cà phê thôi. Rồi. Ủa là ở đây luôn hả cưng? Dạ, thì đây là quán của nhà em cũng lâu rồi. Với lại đây là cũng sửa sang được cho bố mẹ cũng đây. Thôi, bố mẹ em đâu? Đây là bố mẹ của em. Dạ, chào, cô chú. Dạ. Dạ, cô chú có đang bận gì không? Thì cũng chỉ làm cà phê cho khách bình thường thôi. Biết bao giờ em mới cầm được chiếc cúp vàng trong tay ta. Đây là bộ sưu tập à, đây là trong vòng bao nhiêu năm vậy? Từ lúc em đi đã chuyên nghiệp đến giờ khoảng được 5 năm. Là lúc 18 tuổi là bắt đầu là, bắt đầu đá chuyên nghiệp ạ. Nhưng mà lúc đầu học đá là từ... Học đá là từ năm 12 ạ. À, chào cô chú nha. Mình gọi cô chú nhưng mà tại vì á Linh kêu mình là anh chị. Kệ đi. Mình gọi cô chú. Em ăn à, giờ cứ dai ai nấy gọi, em gọi gì em gọi, chị là kêu bằng chị rồi đó. À, chứ kêu bằng cô không có được. À. Được không chị? À. Thôi chị đi cho chị. Thôi vậy là quốc thượng cũng vậy, kêu bằng anh chị luôn nha. Đó. À. Ủa nhưng mà anh chị là gốc ở đâu à? À, mình gốc ở Hải Dương. Nhưng mà mình vào Bình Dương này là bao lâu rồi? À, năm nay đúng tròn 2 tròn 5. Ủa nhưng mà quốc thượng thắc mắc nha. Chị thì tên Mai, anh này tên Huyền, ông này là Linh. Vì tại sao cái quán cà phê mình tên là Ngọc Lan? Cái quán cà phê này là của chú ruột của bà xã là mở trước. Thì lấy tên của con gái của chú. Thế sau đó thì mình cũng đầu tiên cũng vào đây thì cũng đi làm thuê. Làm thuê cho chú. Thì sau này chú để lại cho đất ở đây. Thì là thôi thì cái tên của chú thì giữ luôn. Quán của chú là giữ luôn. Cho nên là vì không thay đổi. Bởi vì thực ra thì cũng lấy cái hên của chú, cho nên là thôi cứ để như xì đấy. Sao anh không để tên là Tiến Linh, cà phê Tiến Linh? Hot hơn thì... mới đẹp. Em thì cũng muốn kinh doanh nhưng một cửa hàng cà phê nối nghiệp bố mẹ. Kế hoạch thì cũng có sẵn, đợi nó một vài năm nữa để tập trung sự nghiệp nó ổn định hơn thì em sẽ làm. Cái thời gian đầu á, anh chị vào trong đây á thì nó có những cái khó khăn gì không? Nó thật là lúc mà bước vào đây thì trong hai tay hai vợ chồng chưa có cái gì cả. Thì vào đây được chú của bà xã nói chung là cũng giúp đỡ nhiều. Thế từ làm thuê cho đến làm chủ thì cũng mấy năm đấy. Vợ chồng cũng chát chiu làm thuê làm mướn rồi cũng trích bóp vào rồi cũng cứ sau này mới mua được hẳn được cái... Dạ, nhà mình là có mấy cháu hả chị? Nhà tớ hai, anh Ninh thì 97, con em 2005. Cơ duyên nào mà bạn Tiến Linh này bạn lại nghe như là có duyên gắn liền với bóng đá? Hồi nhỏ thì lúc nhỏ là Linh ở nhà đấy, lúc mà 2 tuổi Linh hay cầm cổ ống nhựa đá ở sân đấy là cũng có. Nhưng mà lúc mà đi vào đây thì chị cũng không có nhà. Năm đấy là đi xuất khẩu lao động bên Hàn Quốc cũng 6 năm mà. Lúc ấy về là Linh học lớp 2 nhỉ. Lúc ấy về thì đi học này các bạn rủ rê bóng đá ấy chứ. Cứ tầm chiều trưa trưa này cứ đi học về là cứ bắt con ngủ trưa. Nó lại cứ không thích ngủ, nó cứ đòi đi đá banh ấy. Mẹ thì không cho đi nhưng mà cứ không cho đi thì khóc nằm trong giường úp mặt vào xuống chiếu đấy cứ khóc. Rồi, có khóc nữa hả Cưng? Thế là bố bảo thôi xách giày đi đi. Mà ngày xưa nhỏ Linh học giỏi cũng không muốn cho Linh đi. Lúc ấy mà bảo đi tuyển ấy, ở câu lạc bộ Bình Dương ấy là mình không cho con đi đá bóng, nói là không đi. Nhưng mà con thích thì tự đi tuyển, thì nói chung là Linh tự đi tuyển mình ấy. Điện đi trúng tuyển thì điện về bảo mẹ có trúng tuyển rồi thì mẹ thì vừa mừng vừa lo, không biết là tương lai nó sẽ như thế nào.
thì em cũng nói là thôi thì cái này là công việc của con thì cứ để cho con theo, còn được hay không thì cái đó thì con sẽ chịu trách nhiệm. Thì lúc đấy thì có quyết tâm của em rất là lớn để có thể là chứng tỏ được bản thân mình với mọi người cũng như là một cái gì đó cho cái xã hội này biết đến cái tài năng của mình. Mẹ thì không muốn, vậy thì bố có động viên không? Mình thì lại là người ủng hộ Tiến Linh rất nhiều. Tại vì bản thân mình cũng thích thể thao, bóng đá cũng máu thể thao nên là lại là người động viên Linh nhiều lắm. Ở nhà Tiến Linh có bao giờ vào bếp không anh Quyền ạ? Có chứ, Linh có vào bếp. Nhưng lúc ăn mà còn phải phun cà phê đấy. Còn phải phun cà phê. Quý vị biết không, xem Tiến Linh với cái đôi chân ở trên sân cỏ ghi bàn thắng vào lưới của đối thủ, chắc có lẽ là quý vị rất muốn biết ở trong bếp và ở nhà anh Tiến Linh anh bưng cà phê làm sao, anh vô bếp anh nấu ăn làm sao. Thì mời quý vị chúng ta hãy cùng đón xem tiếp phần tiếp theo của chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà, vô trong bếp của anh Tiến Linh. Nào thì anh mới nhận ra rằng là Linh có năng khiếu là một cầu thủ. Bắt đầu học đến lớp 6, lớp 7 thì cứ chiều tới thì Linh cứ xỏ cái đôi giày bata với xách cái xe đạp mà thậm chí còn trốn bố mẹ đi đá, nhưng chung là đá trong lớp thôi, đá trong trường thôi. Thì anh cũng nhận thấy là Linh có một cái năng khiếu. Sau đó đi ở trên câu lạc bộ TDC Bình Dương đi các trường để tìm kiếm tài năng. Thì thầy dạy Linh nói là Linh và một người nữa có tương lai, thì lúc Linh đi lên thi thì chúng tuyển, nhưng mà mẹ không cho thì mình cũng động viên với bà xã là nó có cái đam mê thì cứ để cho con nó đi đó. Đấy, rồi là sau lại dù được không được thì con nó cũng không trách bố mẹ là sao con thích mà bố mẹ không cho con thích. Thế là cũng đồng ý cho con đi. Mà Linh được ngày hôm nay là đó là sự cố gắng nè, sự nỗ lực, nỗ lực và cộng với may mắn, may mắn đó cũng là cái gia đình tiếp sức cho Linh rất là nhiều. Mỗi một lần Linh ghi bàn, cảm xúc của bố mẹ ở nhà thực sự mà nó sung sướng mà nó hạnh diện, nó vui rất là không trả được. Đó là về nhà là mấy cha con ngồi á, rồi ăn cơm ăn đuổi nhau có bàn luận gì chứ bóng đá không? Có chứ, bàn luận bóng đá rồi đá trận này thế này thế kia, bình luận á. Có mỗi mình lạc quẻ ngồi cứ bảo ăn cơm đi bóng đánh gì. Tôi nói vậy mà ba bố con này cứ mẹ chả biết gì, cái thằng bé mẹ chả biết gì thì hâm mộ thể thao ấy. Thích thằng em thích đá bóng lắm. Linh này chỉ có sữa mẹ nó không có một giọt sữa ngoài nào. Mà sữa ngoài nó cũng có thằng bé này là lúc lớn này nó cũng chỉ sữa bột thì nó không uống, nhưng mà cái sữa hộp mà thùng ấy là nó còn uống. Còn này cái sữa bột thì không, còn ông Linh thì không hai, có cái gì. Nó sinh 2005 là nó mới 15 tuổi à. Đấy, 15 tuổi. Ồ vậy là đấy. Tuổi này tấp sữa vô nó còn cao nữa. Cao nữa đấy, giờ nó uống vẫn là uống tiềm năng này. Là cậu em là cao hơn Tiến Linh à. Đang nói là chắc phải cao bằng Đoàn Văn Hậu quá. Bây giờ là mình cũng thoải mái cuộc sống, là không còn điều gì lo lắng nữa đúng không chị? Cũng không có gì lo lắng nữa. Kinh tế nói chung giờ cũng ổn định rồi. Con gái nó thành công thành đạt, con gái nó lớn hết rồi, bố mẹ cũng rảnh rỗi. Nhàn giờ là chỉ lo sức khỏe thôi. Vậy để dành sức mà mốt nuôi cháu nội. Đấy thì giờ có cháu thì ấm luôn. Ông biết nãy giờ hai chị em mình tâm sự như vậy rồi, ba cái ông kia có làm được trò trống gì ở dưới bếp không, hay là tè le dưới trơn? Hai chị em xuống bếp thử xem sao. Xuống coi thử coi tới đâu rồi. Mày gì đấy? Đường thì chuẩn bị nấu ốc. Trời, cái này là món ruột của em nên biết làm. Nhưng mà là em hôm nay là em định làm mấy món nè? Em làm được hai món à. Hai món. Mẹ em cũng làm nữa. Với món chả mực nữa. Trong cái khẩu phần ăn của em á, là có phải như là né món này món kia đồ không Linh? Nói chung là cũng né một vài thứ ít dầu mỡ nè. Bình thường chúng ta là nhìn thấy cầu thủ Tiến Linh ở trên sân cỏ thôi, những pha ghi bàn đẹp mắt của anh. Nhưng mấy khi chúng ta nhìn thấy được hình ảnh chân thật, đây một chàng trai vàng của đội tuyển bóng đá Việt Nam ở trong bếp đây chưa? Em có thường xuyên mời ba mẹ đi coi em tham dự những cái trận bóng đá mà ở đây không? Có chứ, bố mẹ em thường luôn luôn ở trên khán đài cổ vũ em. Khi mà ra sân chuẩn bị hát quốc ca thì em luôn nhìn trên khán đài để em xem bố mẹ em đang ngồi đâu.
Thì mỗi lần mình thấy bố mẹ là coi như là mình hát nó có lửa hơn đúng không? Hát con hùng hồn hơn. Cái món này chắc ở mình. Món gì lên? Không biết luôn. Giải gì? Giải gì? Khoai. Món đó món tuổi thơ của em á. Món giải khoai là món này là nằm ở miền Bắc. Lên, cái này gọi là giải khoai hả Linh? Đúng rồi, ở cái cây khoai đấy. Giống như kiểu như là của cái cây khoai ấy. Cây khoai mà mình... Nhưng mà cái này chỉ có ngoài... Đa số ở ngoài Bắc mới có. Oster, cực cuốn an toàn và thông minh, sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia. Trời ơi, hề quá. Giải khoai mà cái độc mùng á. Mà nấu cái gì vậy chị? Nấu ốc hả? Ồ, đúng rồi, cái này là cái độc mùng ở trong này gọi là... nhưng mà nấu với ốc thì mình chưa biết nha. Nãy giờ vô ăn quá quên mời. Cái thứ hai này có một thành viên mới kìa. Em với anh Linh là ai cao hơn? Em không biết. Còn bây giờ hỏi thiệt Linh nè, nói một câu công tâm nè, thằng em có tiềm năng không? Có. Tại sao không khuyến khích em? Khuyến khích rồi thì cho đi kiểm tra đấy rồi, nhưng mà do không huấn luyện viên chứ vậy do em đâu. Huấn luyện viên đâu thì cái là về rèn luyện thêm, rồi khi nào cảm thấy được thì lại lên. Thế tại sao không rèn luyện thêm, không huấn luyện thêm cho em, cho đi đá bóng suối chứ? Em đá thì đạp đúng không? Ôi. Hai thằng, một thằng đi đâu còn một thằng ở nhà. Nhà có hai em trai thôi, bây giờ hai thằng đi bóng đá hết thì còn mỗi hàng bà nhà nó lên từ bé là phải là tuổi thơ là cực khổ. Xa bố, xa mẹ, thích về môn thể thao, bóng đá, lại tiếp tục xa bố mẹ. Thì khoảng 5-9 tuổi em mới được gặp mẹ lần đầu tiên. Em còn nhớ là cái khoảnh khắc lần đầu tiên em gặp mẹ nó như thế nào? Như là em có nhớ là lúc đó là một cái phòng ở đây, nó rất chật chội trong phòng. Em đang nghe phòng, em nghe một tiếng nào đó, mà tiếng gì đó một người phụ nữ. Thì em mới đi ra, em mới xem là ai. Thì khi mà gặp mẹ thì em chả biết là ai cả. Thì em mới hỏi là cô tìm ai. Thì cái mẹ cũng đơ, không biết nói gì cả. Thì sau là một hồi sau thì em lại đi vào phòng. Xong về sau thì bố về thì em mới biết đó là mẹ. Như lúc đó là tại vì khoảng một thời gian mà 9 năm trời mà không được kêu một tiếng mẹ ơi. Thì lúc đó thì khi mà em đi tắm á, cạnh phòng cạnh tắm với lại phòng bếp á, nó canh nhau chỉ có một cái tôn thôi. Thì lúc đó mẹ em đang nấu ăn, thì em cứ đang tắm em cứ kêu mẹ, kêu suốt khoảng 10 lần á. Em cứ hết tắm tí xong rồi mẹ ơi, xong rồi tí tắm lại mẹ ơi. Không phải mẹ ơi là ôi mẹ ơi là lạnh quá này kia, để được gọi mẹ nhưng mà không dám gọi, đang cứ bị gượng miệng á. Nên là lâu lắm không được gọi, khoảng 9 năm còn 10 năm thì cái khoảng thời gian nó rất dài mà để gọi tiếng mẹ ơi cũng hơi khó. Thì cái cảm giác đầu tiên thì hơi bỡ ngỡ. Bao lâu thì mới thân quen? Khoảng vài một vài ngày thì bắt đầu mới quen được những cái lời nói đó. Tình mẫu tử mà có sẵn rồi, một vài ngày là do vì bên ngoài không có tiếp xúc được thôi. Em còn nhớ cái khoảnh khắc mà em đi đá cái giải đầu tiên, giải trẻ cho đội Bình Dương. Thì lúc đó là em ngồi trên khán đài sân Thống Nhất bây giờ. Em ngồi em khóc là em cứ gọi mẹ ơi. Nó nói là sao em thấy cực khổ quá, kêu là phải chi nghe lời mẹ thì giờ này đâu khổ thế. Trong vòng 10 ngày ngày nào cũng khóc. Thì lúc đó là nhớ gia đình. Ngồi khán đài không được đăng ký dự bị, nà nà lúc đó là lán là nghĩ đến người mẹ là sao, tại sao hồi xưa mẹ nói là không được không nghe cho đi không nghe. Yeah. Thế nhưng mà chính vì cái lúc đó thì người mẹ lại là người động viên con. Bố thì luôn luôn rồi, nhưng mà lúc đấy là người mẹ lại là người động viên con nhiều. Linh, cái bàn thắng đầu tiên em ghi cho đội tuyển Việt Nam, em còn nhớ đó là năm nào? Năm 2018. Đá vào lưới rồi. Campuchia. Cũng đó là mở tỷ số trận giải AFF năm 2018. Thì lúc đó thì vừa ghi bàn xong thì khi mà qua được hết khoảnh khắc sung sướng thì em nghĩ ngay về gia đình. Thì lúc đó em nghĩ là gia đình với lại những người thân của mình có xem mình đá không? Họ xem được cái bàn thắng đó là một cả một cái quá trình mà bất bại bao nhiêu năm thì cũng được. Em nghĩ cái là một cái đền đáp xứng đáng cho những cái gì mà nó trải qua. Cái lần chấn thương đầu tiên của Linh á, cái cảm xúc của mẹ như thế nào? Lần đầu tiên là Linh ra đội tuyển tập trung thì Linh có điện về bảo bố là chắc con phải về, bảo thế làm sao, bảo con bị chấn thương lật cổ chân. Mình cứ nghĩ đơn giản là nghĩ là chắc vài hôm chườm đá là khỏi, không có nghĩ là nó nặng như vậy đâu. Vài hôm thì Linh về câu lạc bộ, Linh nói là chắc phải đi Singapore phẫu thuật. Lúc đấy thì
bố mẹ ăn cơm ngồi trong mâm cơm mình cứ dọn cơm ra lại dọn vào chứ có ăn ở đâu. Tại vì nghĩ đến con mà lo rồi còn ăn gì. Về lúc mà đi đá U23 châu Á đấy, U23 châu Á Việt Nam mình về nhì đấy. Trời, bố mẹ ngồi xem màn hình mà chảy nước mắt ra. Ông xã nhà này ông còn vừa ngồi ông vừa khóc. Cả nước thì mừng vui vì chiến thắng Việt Nam mang vinh quang về cho Tổ quốc. Con mình thì một mình, mỗi mình đi sang Singapore. Trực tiếp của đoàn tuyển thủ về giải U23 Thường Châu ấy thì nhắn cho con bảo con vừa hạ cánh. Con vừa hạ cánh thì đội tuyển cũng là lúc hạ cánh. Trùng hợp ấy, một bên thì mọi người đoán quá trời luôn. Thế, tức là mình cảm xúc, mình cảm giác là mình thương con nặng nắng như mình. Người ta đoán con như thế. Đấy, mà mình con này đi mổ. Thế bây giờ, kể cả bây giờ Linh về là lúc nào cũng dặn Linh nói là con có đôi chân con phải giữ. Cứ đá nhiều khi cứ mỗi lần mà con ngã trên sân hay là bảo con bị chấn thương là lo lắm. Khoát tim luôn. Và qua cái tâm tư và cái tâm sự của anh chị thì quý khán giả và đặc biệt là Quốc Thuận mới hiểu được một cái điều mà ở trên sân cỏ các bạn có thể là hết mình vì màu cờ sắc áo, nhưng có những người ngồi ở ngoài màn hình phải nói là thót tim mà thậm chí rất là đau lòng lo sợ là ai, là ba mẹ của các cầu thủ. Thôi bây giờ ngon quá rồi mình ăn tiếp đi chứ. Đây là ngôi nhà mà phải nói là Dương Thịnh mà âm thì chỉ có một thôi. Thế không biết là những người đàn ông này có ga lăng không chị? Con trai này ga lăng nhất. Ngồi đây cứ hay ôm cứ như này đây. Như này đó. Em thì kiểu như cái chuyện tình cảm mẹ thì nó ít thôi. Nhưng mà cái trong tâm thì lúc nào cũng thương mẹ vậy. Không mẹ cái được không? Người đàn ông kia, người đàn ông kia. Người kia tự nhiên để đứng hình. Thì cũng không sao tại vì vợ con mình nó cũng vất vả nhiều. Thì cũng nhân dịp của chương trình này thì mình cũng có cái mình thể hiện cho nó vợ chồng nó có cái tình cảm thôi chứ không có thì đó thì thể hiện đi. Tôi rất là tự nhiên. Chắc chắn là thường xuyên không mà. Trước tiên là nhân vật chính là Linh, cho nên là tường chúc cho chị Linh là luôn luôn giữ phong độ nè, giữ sức khỏe nè, giữ đôi chân của mình nè, và sẽ đem nhiều cái vinh quang hơn nữa về cho gia đình cũng như là trong cái sự nghiệp của em. Chúc cho Tú nè nuôi dưỡng niềm đam mê đá bóng. Chúc cho Tú được gia đình ủng hộ để tiếp tục theo nghiệp của anh. Chúc cho hai anh chị qua năm mới có thêm một cháu nữa đó. Một đứa em gái nữa cho Tiến Linh và Tiến Tú. Và xin chúc cho gia đình chúng ta lúc nào cũng vui tươi hạnh phúc tràn đầy niềm vui.